Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là tích hợp được cái lịch âm lên trên cái phần lịch ở trên cái ứng dụng lịch của điện thoại iPhone nha. Các bạn thấy là ở đây thì mình đã tích hợp sẵn cái lịch âm lên trên cái ứng dụng lịch ở trên điện thoại iPhone của mình. Và hôm nay là ngày 19 này và chủ nhật. Ngày 19 này là ngày 19 tháng 2 dương lịch nha. Và ngày âm lịch của nó là ngày 29 tháng 1 và nó sẽ báo cho mình là ngày mai là ngày 1 tháng 2. Đó. Và ngày tiếp theo là ngày mùng 2 tháng 2 đó. Thì nếu các bạn muốn xem chi tiết, các bạn chỉ cần bấm vào thì các bạn sẽ thấy được là cái lịch của chúng ta. Ví dụ như ở đây là các bạn thấy đây là lịch tháng này. Nếu các bạn muốn xem chi tiết từng tháng thì các bạn sẽ bấm vào cái phần tháng này đó, thì nó sẽ xuất hiện. Thì các bạn thấy ở đây này, ví dụ như mình sẽ bấm vào ngày 20. Thì tương tự như thế, thì khi mà chúng ta bấm bất kỳ vào một cái ngày dương lịch nào thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta cái ngày âm lịch luôn. Ví dụ như là mình bấm vào cái ngày 20 của tháng 2 là vào ngày thứ hai, tức là ngày mai, thì nó sẽ ghi cho mình nó là ngày mai là ngày mùng 1 của tháng 2 âm lịch nhá. Đó. Và cái ứng dụng này nó cực kỳ chính xác, các bạn chỉ cần tích hợp sẵn vào cái ứng dụng lịch ở trên điện thoại iPhone thôi. Ví dụ như là mình sẽ xem cái ngày thứ ba này, mình sẽ vào cái ngày 16. Ở đây thì mình đang xem là cái ngày 16 tháng 3 dương lịch. Thì tương tự như thế, thì cái ngày 16 tháng 3 dương lịch này thì nó sẽ tương ứng với cái ngày là 25 tháng 2 âm lịch nhá. Nó sẽ ghi sẵn đây cho mình này. Đó. Và khi các bạn chọn bất kỳ một ngày nào thì nó sẽ nhảy đúng chính xác cho mình. Ví dụ như mình chọn vào ngày 14 tháng 3 dương lịch thì nó sẽ là ngày 23 tháng 2 âm lịch nha. Đó. Và cái này thì mình tích hợp hoàn toàn với cái ứng dụng lịch ở trên điện thoại iPhone của mình, chứ mình không cài bất kỳ một cái ứng dụng nào. Các bạn thấy này, ở đây mình sẽ vào cái ứng dụng lịch này. Đó. Đây, ứng dụng lịch của mình là hôm nay là ngày 19, là cái ngày đó này. Và hôm nay là ngày chủ nhật 19 của tháng 2. Thì khi mà mình bấm vào này, đó, thì nó sẽ ra là ngày 29 tháng 1 là ngày âm lịch. Rồi, ok. Và để làm được điều này thì các bạn cùng theo dõi hết cái video này của mình nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ xóa cái widget này đi. Mình sẽ xóa đi và mình sẽ tiến hành là mình hướng dẫn lại cho các bạn nha. Rồi, đầu tiên để tích hợp được cái lịch âm này lên trên cái điện thoại iPhone chúng ta thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại iPhone này. Rồi, các bạn vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại iPhone nha. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến cho mình cái mục là lịch này, các bạn nhấn vào. Đó, ở trong cái mục lịch này thì nó sẽ có một cái mục đó là tài khoản, thì các bạn chọn vào phần là tài khoản. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có một cái mục đó là thêm tài khoản mới này. Thì các bạn thấy là mình đã thêm sẵn cái tài khoản lịch âm của mình ở đây rồi. Thì mình sẽ xóa cái phần này đi nha. Đó, thì mình sẽ xóa, tiến hành là mình xóa cái phần này đi. Mình sẽ xóa đi nha. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình cài đặt lại cho các bạn xem nha. Mình sẽ nhấn tiếp vào cái phần là thêm tài khoản này. Đó, ở đây thì nó sẽ có rất nhiều những cái tài khoản, ví dụ như là Google, Yahoo, Microsoft hay là iCloud. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tài khoản khác nha. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục đó là thêm lịch đã đăng ký này, các bạn chọn vào thì nó sẽ hiện lên cho mình một cái máy chủ và các bạn chỉ cần nhập theo đúng cái dòng mà nó hiển thị trên cái màn hình, hoặc là mình sẽ để dưới cái phần mô tả video nha. Các bạn sẽ nhấn cho mình là http đó, rồi hai chấm này, hai gạch chéo đó, tiếp tục gạch chéo này, lịch âm. Rồi, các bạn lưu ý là mỗi cái phần lịch âm này chúng ta sẽ có một cái dấu gạch ngang nha. Đó, lịch âm này 2018 đến 2025. Rồi, ok. Các bạn sẽ ghi đúng như thế này cho mình nha. Mình sẽ để cái dòng này nó hiển thị trên cái màn hình của video. Và ở dưới nếu mà bạn nào không muốn nhập thì các bạn có thể copy cái dòng link mình để cái phần dưới cái phần mô tả của cái video này. Các bạn copy sau đó các bạn dán vào đây thì cũng được nha. Đó, đều được. Hai cách, một là các bạn nhập trực tiếp giống như mình đang nhập ở trong video này, và hai là các bạn copy cái đường link mà mình để ở dưới phần mô tả sau đó các bạn dán vào cũng được. Các bạn nhấn vào phần tiếp theo này. Rồi, ở đây thì nó sẽ xác minh nha. Thì cái xác minh này nó tùy thuộc vào cái tốc độ mạng cũng như là cái điện thoại của các bạn nha. Như vậy nó đã xác minh xong rồi. Các bạn thấy nó đã xác minh xong nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào lưu là xong. Ok. Như vậy nó đã có cái phần là lịch đã đăng ký này, giống như cái phần đầu mà mình đã xóa đi nha. Rồi bây giờ mình thoát ra ngoài. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần lịch trên điện thoại của mình. Đấy. Ví dụ như là mình giống như cái đoạn đầu của video đấy, thì hôm nay là ngày 19 tháng 2 này, dương lịch nha. Thì khi mà mình bấm vào thì nó sẽ hiển thị cho mình là ngày âm lịch luôn, là ngày 29 tháng 1. Và bây giờ mình muốn đưa cái phần lịch này ra bên ngoài cái màn hình điện thoại iPhone của mình, để lúc nào mà khi mà mình mở điện thoại iPhone lên thì mình có thể dễ dàng xem được cái phần lịch, cả lịch âm và lịch dương luôn, và mình không cần phải bấm một cái ứng dụng lịch này nữa. Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình này. Ở bên ngoài màn hình chính thì các bạn sẽ nhấn và giữ vào màn hình. Đó, bao giờ nó sẽ hiện lên cái biểu tượng để sắp xếp lại cái ứng dụng này, thì các bạn có thể là nhấn vào phần dấu cộng ở đây để chúng ta có thể là thêm được cái widget mới nha. Các bạn lưu ý là cái phần widget này thì các bạn cần phải cập nhật cho nó lên cái iOS 16 thì nó mới có thể là dễ dàng thấy được những cái phần này nha. Rồi các bạn kéo xuống.
Các bạn kéo xuống, các bạn tìm đến cho mình cái ứng dụng lịch thôi, các bạn nhấn vào. Thì ở đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái phần để chúng ta có thể tùy chọn. Ví dụ như là cái một ô vuông như này thì rất là đơn giản. Nó chỉ ghi là hôm nay là ngày chủ nhật này, ngày 19 là ngày dương lịch và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 1. Các bạn có thể kéo sang giống như cái đoạn đầu của video thì các bạn mình có thể để cái dòng này. Ví dụ như là ở đây cái dòng này thì nó sẽ hiển thị nhiều hơn ở cái dòng bên kia. Ví dụ như cái dòng bên kia thì nó sẽ hiển thị chúng ta là thứ, ngày âm và ngày dương thôi. Đó, ở đây thì nó sẽ hiển thị cũng là thứ, ngày âm và ngày dương. Tương tự thế thì nó có thể là thêm cái ngày mai là ngày bao nhiêu và ngày kia là ngày bao nhiêu này. Đó. Hoặc các bạn cũng có thể là để cái dòng to như này. Thì tùy 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 các bạn nha, hoặc các bạn có thể để cái dạng là tháng như này cũng được. Thì cái này là tùy các bạn nha. Các bạn thích cái kiểu hiển thị nào thì các bạn sẽ để. Tuy nhiên thì mình thấy là cái kiểu này là nó gọn nhất. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta đầy đủ những cái thông tin, tuy nhiên thì nó sẽ không chiếm quá nhiều cái diện tích trên cái màn hình điện thoại iPhone của chúng ta. Và nếu các bạn chọn vào cái ứng dụng nào thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là thêm tiện ích ở đây thì nó sẽ xuất hiện ở bên ngoài màn hình điện thoại iPhone và chúng ta sẽ nhấn vào xong là xong. Ok, như vậy là chúng ta đã tích hợp được thành công được cái lịch âm lên trên cái điện thoại iPhone chúng ta mà không cần phải cài bất kỳ một cái ứng dụng bên thứ ba nào. Nếu trước kia thì các bạn cần phải vào cái cửa hàng là App Store này, các bạn vào cái phần tìm kiếm và các bạn có thể gõ cái từ khóa là lịch âm. Các bạn có thể gõ cái từ khóa là lịch âm thì nó sẽ ra cho chúng ta rất nhiều những cái ứng dụng. Ví dụ như là cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng nhất chính là lịch vạn niên, và mình cũng đã tải một cái ứng dụng này rồi. Đó, cái ứng dụng lịch vạn niên là mình đã tải rồi nha, 2023. Và bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng lịch vạn niên này. Đó. Thì các bạn sử dụng cái ứng dụng lịch vạn niên này cũng được, nó không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì cái ứng dụng này nó có những cái hạn chế. Thứ nhất là nó sẽ có những cái quảng cáo trong đây. Khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ xuất hiện những cái quảng cáo. Nó sẽ có những cái quảng cáo đây, các bạn nhìn thấy này, đây là cái quảng cáo này, đó. Và thứ hai nữa là nó sẽ mất rất nhiều những thao tác của chúng ta. Khi chúng ta muốn xem ngày thì các bạn cần phải thao tác là chúng ta phải bấm một cái ứng dụng, sau đó chúng ta cần phải tắt những cái quảng cáo đi thì chúng ta mới có thể là xem được cái ngày, lịch âm và lịch dương luôn. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn tích hợp sẵn cái ứng dụng lịch âm vào trong cái ứng dụng lịch ở trên điện thoại iPhone thì các bạn chỉ cần mở điện thoại lên và chúng ta có thể dễ dàng xem được là ngày âm và ngày dương là bao nhiêu, và chúng ta không cần phải có nhiều cái thao tác để chúng ta có thể sử dụng ở trên điện thoại iPhone của chúng ta. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.